Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân số 3 với chủ đề Định hướng phát triển kinh tế Thừa Thiên Huế, cơ hội cho doanh nghiệp. Tham gia chương trình có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh. Trên tinh thần thẳng thắn và cởi mở, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã trao đổi với các doanh nghiệp của tỉnh về định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2016-2020. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế đang thực hiện mục tiêu huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương theo mô hình đô thị di sản văn hóa sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường. Phấn đấu đến năm 2020, Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, y tế, đào tạo lớn của cả nước và khu vực. Bên cạnh những lợi thế đó, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, Thừa Thiên Huế cũng nắm giữ nhiều lợi thế cạnh tranh lớn cho phát triển kinh tế dựa vào khu vực du lịch. Tuy nhiên, ở lĩnh vực này, các doanh nghiệp của địa phương vẫn chưa có sự đầu tư xứng tầm. Các doanh nghiệp du lịch Huế cần đa dạng các sản phẩm du lịch cũng như có những điểm đến hấp dẫn hơn, cần chú trọng đến lĩnh vực quà tặng đặc trưng của Huế khi du khách cần. Ngoài ra, quan điểm của tỉnh đang mở rộng đô thị Huế về biển, hình thành các trục đường lớn về biển, kết nối Huế với biển, mở rộng địa giới thành phố Huế. Các doanh nghiệp cần chú trọng để có những đầu tư đúng hướng giúp tỉnh phát triển du lịch và tăng trưởng kinh tế địa phương. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đang xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đối với lĩnh vực công nghiệp, 6 khu công nghiệp trên địa bàn đang được hoàn thiện hạ tầng. Ngoài ra, tỉnh đang hướng doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ y tế cao cấp, trường quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định thêm, vai trò doanh nghiệp tư nhân tại địa phương còn rất hạn chế trong đầu tư, liên doanh liên kết để phát triển mạnh hơn. Thực trạng này, lãnh đạo tỉnh mong các doanh nghiệp địa phương mạnh dạn hơn trong đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh đang hướng đến. Bí thư Tỉnh ủy cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất, cải cách thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và tăng cường thu hút đầu tư các nhà đầu tư tiềm năng, tạo cú hích giúp doanh nghiệp địa phương phát triển. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã cung cấp thêm những thông tin về tình hình đầu tư, những chương trình phát triển cụ thể và chi tiết để doanh nghiệp địa phương kịp thời nắm bắt cơ hội và chủ động hơn trong đầu tư để cùng với chính quyền xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển mạnh hơn về kinh tế. Nhiều doanh nghiệp cũng đã kiến nghị với Bí thư Tỉnh ủy và các sở ban ngành liên quan những vấn đề về đất đai, vốn vay từ Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh Tín dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, các thủ tục hành chính ở cơ sở vẫn còn nhiều khê. Chương trình Cà phê Doanh nhân số 3 thực sự là cầu nối kết giữa chính quyền và doanh nghiệp để có hướng đi đúng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.